Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng thường xuyên quan tâm công tác xây dựng đảng, đặc biệt nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng. Nhờ đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở được nâng lên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, củng cố và giữ vững lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do điều kiện đặc thù là một huyện vùng sâu vùng xa biên giới còn gặp nhiều khó khăn, nên chất lượng cán bộ cơ sở của huyện Hà Quảng còn nhiều hạn chế. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy Hà Quảng, toàn huyện có 302 bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó về trình độ học vấn tiểu học có 14 người, trung học cơ sở có 74 người, trung học phổ thông có 214 người, trình độ chuyên môn trung cấp có 25 người, cao đẳng có 11 người, đại học có 108 người và thạc sĩ có 1 người, chỉ có 24% được bồi dưỡng chính trị. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, nâng cao năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy chi bộ và cấp ủy cơ sở, Huyện ủy Hà Quảng đã xây dựng kế hoạch số 120KHHU ngày 22 tháng 4 năm 2022 về tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Đây được huyện ủy xác định là một trong những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng đảng trong năm nay. Trên cơ sở đó, từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 22 tháng 6 năm 2022, có 240 chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở để tuyển chọn các thí sinh xuất sắc tham gia thi cấp huyện. Hội thi diễn ra với 3 phần thi. Vòng thứ nhất là soạn đề cương sinh hoạt chi bộ thường kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề đảm bảo cấu trúc nội dung đúng theo quy định, xây dựng clip sinh hoạt làm minh chứng. Vòng thi thứ hai là chào hỏi và thi nghiệp vụ, gồm màn chào hỏi và trả lời câu hỏi nghiệp vụ, và cuối cùng là phần thi xử lý tình huống. Qua các cuộc thi từ cấp cơ sở, nhìn chung các đơn vị đều nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thi tại cơ sở, xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến hội thi, tuyên truyền sâu rộng đến các chi bộ và toàn thể đảng viên được các chi bộ hưởng ứng tham gia. Các thí sinh tham dự hội thi có bản lĩnh chính trị vững vàng, tham gia thực hiện đầy đủ các phần thi theo kế hoạch. Về phần thi soạn đề cương sinh hoạt chi bộ và clip sinh hoạt chi bộ thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy, đề cương soạn rõ ràng chi tiết, thực hiện đúng theo quy định, đồng thời có video minh chứng rõ ràng về quy trình một buổi sinh hoạt chi bộ được thực hiện tại chi bộ. Tại phần thi này, thông qua hình thức quay video, nhiều thí sinh đã tâm huyết lựa chọn, chia sẻ những mô hình cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt, triển khai chuyên đề, bám sát đặc điểm, tình hình, thế mạnh của chi bộ, khu dân cư mang tính thực tiễn cao. Các chủ đề tiêu biểu như vận động nhân dân di rời chuồng trại ra xa gầm sàn nhà ở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra còn có nhiều chuyên đề đề cập đến công tác chính trị, tư tưởng của chi bộ, thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Về phần thi chào hỏi, nhiều thí sinh với hình thức sân khấu hóa đã đem đến hội thi nhiều tiết mục đặc sắc giới thiệu về chi bộ mình. Phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ và xử lý tình huống là phần thi được chú ý nhất, bởi ở hai phần thi này, các thí sinh đã thể hiện được sự hiểu biết thực tế trong công tác của mình. Nhiều thí sinh trả lời rất tự tin, đi thẳng vào nội dung của tình huống, có sự phân tích sâu với những lập luận, chứng minh và dẫn chứng từ các văn bản quy định hướng dẫn về công tác xây dựng đảng, các nội dung cơ bản trong văn kiện của đảng như điều lệ đảng, hướng dẫn thực hành điều lệ đảng, các nghị quyết của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, địa phương về công tác xây dựng đảng với sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, phong phú về tài liệu. Các thí sinh đã bình tĩnh, tự tin trả lời phần thi kiến thức sát với đáp án của ban tổ chức, thể hiện nhận thức sâu sắc về công tác đảng. Nhiều thí sinh đã liên hệ thực tế tại chi đảng bộ mình, qua đó làm phong phú thêm phần thi của mình. Nếu các thí sinh cao tuổi có thế mạnh ở kinh nghiệm, bề dày công tác, thì các thí sinh trẻ tuổi cũng cố gắng phát huy ưu thế ở sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đi vào những vấn đề mới mẻ, mang tính thời sự trong công tác ở địa phương. Mặc dù hội thi quy tụ các đồng chí bí thư chi bộ ở các địa bàn, các lĩnh vực công tác khác nhau, tuổi đời, tuổi nghề, tuổi đảng cũng khác nhau, thậm chí có sự chênh lệch tương đối lớn, nhưng cùng nhau tham gia hội thi với tinh thần đoàn kết, cầu tiến bộ thông qua việc giao lưu học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ hoạt động thực tiễn, nghiệp vụ công tác đảng. Qua cái cuộc thi này thì chúng tôi được
giao lưu, được học hỏi kinh nghiệm và nắm được rất nhiều kiến thức trau dồi cho bản thân mình, phục vụ cho cái công tác bí thư chi bộ rất là tốt. Và tôi cũng cảm thấy là từ sau những cái đợt này thì tôi mới thấy là bí thư chi bộ thật sự là quan trọng và thật sự là phải nghiêm túc trong cái công tác, cái chức năng nhiệm vụ của mình để đảm nhiệm thì mới vực được cái tập thể chi bộ của mình lớn mạnh lên và hoàn thành được xuất sắc cái nhiệm vụ trong quá trình hoạt động. Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Thông qua hội thi này không chỉ là dịp để các đồng chí bí thư chi bộ của các đảng ủy trực thuộc được giao lưu, học hỏi, học tập kinh nghiệm. Qua hội thi này là một sân chơi, đồng thời là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đảng bộ của các đảng viên. Thông qua hội thi, các đồng chí đảng viên, các đồng chí bí thư chi bộ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của người đảng viên. Qua đó, tự mình phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Thực tế, cuộc thi bí thư chi bộ giỏi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị đối với cấp ủy cơ sở, mà còn là hình thức học tập bồi dưỡng tại chỗ nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm hoạt động cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở, tạo điều kiện để các đồng chí đứng đầu cấp ủy được học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Bên cạnh đó, hội thi còn giúp đảng ủy các cấp kiểm tra đánh giá chất lượng cấp ủy cơ sở, từ đó có biện pháp củng cố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ, phát hiện những nhân tố mới để quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ ở các cấp. Đây thực sự là cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của huyện miền núi như Hà Quảng và là một trong những giải pháp thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn năm 2021-2025, cũng như kế hoạch của huyện ủy về thực hiện kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 của Bộ Chính trị, xác định nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ dưới cơ sở giai đoạn năm 2022-2025. Là một trong hai nhiệm vụ đột phá và trọng tâm của Đảng bộ huyện giai đoạn năm 2022-2025. Và qua hội thi thì đã trở thành cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo được cái phong trào thi đua nghiên cứu, học tập để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ của bí thư chi bộ ở cơ sở. Và từ đó thì cũng đã nâng cao cái trách nhiệm của bí thư chi bộ trong cái thực hiện cái nhiệm vụ của mình, góp phần cùng với đảng bộ cơ sở hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà đảng bộ cơ sở đã đề ra. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ dưới cơ sở cũng sẽ được tiếp tục chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2025. Trước mắt thì Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội chi bộ dưới cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Qua đó lựa chọn xây dựng được cái đội ngũ bí thư chi bộ đáp ứng được năng lực, phẩm chất, trách nhiệm với vai trò là bí thư chi bộ trong cái nhiệm kỳ 2022-2025, và từ đấy sẽ góp phần cùng với đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, và trong đó có cái nội dung trọng tâm đột phá của nhiệm kỳ đó là nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ dưới cơ sở. Cũng theo đồng chí, để hội thi thành công, các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo nghiêm túc và cử thí sinh tham gia cũng như cán bộ đảng viên tham gia cổ động học hỏi trong quá trình tổ chức hội thi. Đối với các thí sinh tham gia dự thi, dù là cấp ủy viên hay đảng viên trẻ, đều có sự đầu tư nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm của người đảng viên đối với nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ, am hiểu về nghiệp vụ công tác đảng và nắm vững những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của địa phương để vận dụng gắn kết lý luận với thực tiễn. Đây cũng là dịp cấp ủy viên
và đảng viên trong các chi bộ trao đổi học tập kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ và cấp ủy cơ sở. Có thể khẳng định, hội thi bí thư chi bộ giỏi đã được đảng ủy các xã thị trấn tổ chức tốt tại đảng ủy xã và là tiền đề hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Hà Quảng năm 2022 thật sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Qua hội thi, đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có dịp giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng xử lý tình huống thực tế, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch số 71 KHHU ngày 6 tháng 8 năm 2021 của huyện ủy Hà Quảng về thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn năm 2021-2025. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.